xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục trong buổi sáng hôm nay thì em có về hai cặp xúc ép, nhưng mà đầu tiên là về một cặp trước đã, còn một cặp kia thì đến chiều tối hôm nay hoặc chiều tối ngày mai em sẽ nhận hàng. Vì nhà bây giờ đang chật, đang thu dọn rất nhiều. Đấy. Thì con này là xúc đến từ thương hiệu EGNE Soul System. Đấy. Hàng xịn nhá, logo của nó còn xoay được này. Đấy. Đấy, nó còn xoay này. Nhìn cái lưới này nó giống như kiểu lưới của xe ép. Đấy. Rất là xịn này. Nó hơi bị kích tí. Đấy. Các bạn thấy chưa? Xoay này cũng phải có kiểu, nó không phải là cứ thế mà xoay vừa được đâu. Rất là xịn nha. Đấy. Nhìn cái thiết kế lưới của nó, lưới lỗ to xong lưới sạch ngang này. Trông nó rất là lạ đời. Thùng con này thì chuyên dùng cho các bác làm live show sự kiện. Mà con này tiếng xúc đánh rất là êm, cực kỳ sâu. À, đánh tiếng rất là êm và cực kỳ sâu. Sử dụng của nó là 350 từ 2200. Dưới đáy thì nó có hai miếng gỗ nó thò ra này. Và trên nóc của nó thì cũng có hai cái khu vực để hạ khuyết xuống để như này, để tí nữa là sẽ kê lên thì hai cái nó vừa khít nhau, nó không chạy đi chơi được. Em sẽ mở cái mặt lưới ra cho các bác xem nhá. Hàng về từ đêm nhưng mà thôi, quay ban ngày nó sáng chứ quay đêm nó tối. Các bác này bảo quay đêm sáng nhìn thấy gì. Đây là cái phần bát của nó này. Về thì em cũng dừng. Cái gì? Đi làm cái gì? Tí nữa mới đi chứ. Đây là cái bát của nó này. Bát 50 thì 2400 bát của BC nhá. Gân này, ba gân. Màng sóng chống nước, cái loại này các bác dỗn nước vào thoải mái. Và thiết kế cái này nó có một cái điểm đặc biệt, đó là thiết kế vách thùng rất là một vùng một trời. Đấy. Như này người ta phải gọi là riêng một góc trời, như các bác thường thường thấy trên thị trường. Đã bốn vách này. Đấy, đã vách chéo này thì nó phải vách chéo hết một loạt. Mà đây nó lại còn thêm cả cái vách ở giữa này. Các bác nhìn này thôi, tưởng đến đây là hết rồi đúng không? Nhưng nó còn vát sâu tận dưới kia. Thì giờ em sẽ mở của bát ra cho bác xem, của bát và xem cấu tạo thùng nha. Thùng này rất là xịn, cực kỳ lạ đời. Đấy. Đã xịn còn lạ đời nữa. Bát 50 tới 2100. Bát của B và C. Một cái thương hiệu EGNE này thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Thương hiệu này gọi là thương hiệu S gì ấy. Mà có cái đời nó cũng kiểu như này, nó có chữ PRO này, gọi S Pro. Tất cả là đều ốc cho gen hết. Xịn sò. Cái loại này nữa là màng lại còn chống nước nữa. Về nó bụi bẩn thì em vệ sinh qua cái màng rồi. Nhìn trông nó đỡ kinh, bởi vì tối qua rảnh rỗi làm gì đâu. Về hàng trong đêm mà. Cái bát này rất là nặng nha. Bát 50 từ 2400. Khủng bố đại ca đại tàu. Đây. Con bát này không nặng lắm, nó có 12 cân thôi. Em sẽ cố gắng quay cho các bác xem. Đấy, thấy chưa? Các bác thấy chưa? Bát 50 từ 2400. Ui, 11 12 cân, có khi 13 14 cân ấy. Tem của hãng này. EGNE model này. Chắc phải mua cái con iPhone 13 Pro Max đây. Quay con iPhone 6S này nhìn trông cùi quá. Đây, dây giáp của nó đây. Rút ra. Con này rất là nặng nha. B mà không cẩn thận là toang đấy. Một chuyện đùa đâu các bác ạ. Ui giời ơi, nặng lắm, không bê một tay được. Phải lật nó sang đây. Bế cậu sang đây. Đấy, và bên trong đây là cái vách thoát hơi của nó. Vách thoát hơi này. Một đoạn này nó sâu tầm mười mấy cm này. Vách này nha. Và thêm một vách to lớn nữa. Rất nhiều mút trứng đây. Thùng trong là gỗ thôi, mút trứng đây. Và đến tận đây. Đấy. Đến tận đây tức là sâu quá nửa thùng. Sâu đến đoạn nào mép tay sách này. Đấy. Thùng về nó xấu nhìn nha, nhưng mà của bác còn rất là đẹp, cực kỳ mới. Đấy. Thoát hơi của nó sâu lên đây. Thì đây là nếu mà ví dụ như các mẫu khác thì làm như này thì tiếng nó ra rất là êm và sâu. Nhưng không có hai cái lỗ này thì nó đánh nó sẽ tạo nên một cái áp lực hơi rất là mạnh lên cái màng này. Chính về nguyên nhân đó thì hãng lại thiết kế thêm vách thoát hơi đây nữa, nhưng vậy không phải là vách không thô mà có miếng gỗ đây. Để tạo ra một cái gọi là đường ống thì tiếng nó vẫn ra được, vẫn đạt được cái tiếng độ sâu, nhưng lại cộng hưởng thêm được cái là cái tiếng nực nó vẫn có,
chứ không phải là mỗi cái tiếng tiếng súc là đánh êm sâu thôi. Đấy. Con này thì có tần số đáp tuyến từ 30 Hz đến vào 150 Hz hay gì đấy. Em hôm qua em xem rồi. Xem qua thông số rồi nhưng mà quên không để ý. Bây giờ là thôi không bảo thông số nữa nhá. Chứ không thì em lại cứ mở ra các bác lại bảo khoe cổ thế này thế kia. Con này đời rất là mới nhá. Sản xuất tháng 10 2019 và chiếc bên này là tháng 12 năm 2019. Tức là sản xuất thì năm 2019, bán ra thị trường thì năm 2020, 2021. Đấy, có khi là bán ra được có vào vài tháng thôi. Dịch bệnh tung một phát ra là mấy cậu vỡ nợ. Khi nào thanh lý đồ, gỡ được đồng nào thì gỡ. Bán bán thanh lý đấy. Đó, các bác ạ. Nên là tình trạng nó còn tương đối đẹp nhá. Về được hai cặp thì hình thức như nhau, có một cặp thì bên chủ hàng báo là nó bị làm lại cái gì đấy mà em chưa biết, thì cái cặp ấy nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn, bởi vì em mua rẻ em bán rẻ chứ không phải là mua rẻ em bán cùng giá đắt này, không được, bán mua rẻ bán rẻ. Đây, các bác xem cái lưới này, ui giỏi rồi, còn như này người ta gọi là vết chân tròn hay là vết chân tròn trên cát này. Đấy. Novo tem xoay nhá, tem xoay và nó còn có con ốc đây. Đấy. Giống như dòng B3 vậy. Dòng thương hiệu E-G-N-E này thì thương hiệu đến từ Ý hoặc là Đức gì đấy. Anh này thì bảo Ý, anh kia thì bảo Đức. Em chả biết đường nào. Nhưng mà chỉ biết là củ loa là sử dụng củ loa của BC. Đấy, củ này thì xịn nha, xịn nha. Bát thì em bao zin. Bao zin là chưa làm lại côn. Còn có một con bên này mà ra thì nó có cái vết keo nó gắn tuyệt tết đây này. Thì không biết là kiểu gì mấy ông bảo kênh từ hay sao gắn lại. Thì em không biết được, bởi vì nếu mà con này mà đã gọi là làm lại côn thì không ai ngu người lại cậy cái nam châm này ra à, sau này làm côn xong lại gắn hại, làm kiểu ý nó kinh lắm, cực kỳ khó luôn. Dễ nhất ý là như thế nào, dễ nhất em chia sẻ này các bác này, dễ nhất mà muốn đẹp là mấy ông sẽ cậy viền lên này, xong là cậy cái nhện ở dưới này này. Đấy, thì cậy hai cái đó lên thì là dâu là phải hàng, còn những loại này dâu không phải hàng thì nó sẽ tháo cọc luôn. Tôi biết là cái gì đây, nó tháo cọc ra. À, còn đây nó là đinh tán. Nếu mà cậy kiểu ý, còn không cậy kiểu ý thì là nó sẽ sử dụng một cái lưỡi dao rất là mỏng, nách ở đây. Cái này thì em chuyên môn rồi à, nên là em thừa sức em làm được. Còn những cái hàng mà nó về nó gắn keo toe đầy thì ui thôi, cái loại ý thì không thèm tính, nhìn quá nộ liễu rồi. Còn những cái loại loa như này, nếu mà anh em trình độ cao mà trình độ chuyên môn làm nó vẫn có một tí vết đây, kiểu vết dao ấy. Còn không dùng vết dao mà dùng hóa chất để cậy cái màng này lên thì các bác phải để ý rằng những cái màng này nó rất là mỏng, đánh súp chỉ một thời gian thôi là cái đoạn này nó vỡ màng ra. Đấy. Nên là thông thường là nếu mà đã gọi là làm lại côn ý, thì có cậy viền và cậy nhẹ lên thì để yên tâm. Thì các bác nào quan tâm thì các bác cứ gọi trực tiếp, em sẽ chụp ảnh chi tiết bốn cái bát này cho các bác xem, chứ bây giờ nếu mà quay thì thời gian nó dài quá, được không ạ? Đấy. Đó. Bát 50, bát BC, thùng thiết kế một mình một kiểu. Đây là do thời gian hạn hẹp em không tháo ra nhé. Còn test thì chắc trong clip lần sau thì về có hai cặp, về trước một cặp. Giá thì em xin thông báo với toàn thể các bác này, em bán như cái thương hiệu này nha, tình trạng này nha. Về anh em làm sạch đẹp bán kiểu gì cũng phải tầm 20-21 triệu, em bán rẻ thôi, em bán 17 triệu thôi giá tại cửa hàng, được chưa? Đấy. Bộ ra mười mấy triệu ăn lãi 1-2 triệu rồi, ăn gì nhiều, trừ cước phí vận chuyển đi, công đóng gói rồi là công vệ sinh các sản phẩm này lãi gần triệu bạc hết, thế thôi chứ ăn gì ăn dày. Ăn dày các bác này bảo ăn mặn đái chai đái khai chết cây gì. Sau này đến cái kiểu như là đời ông ăn mặn, đời bố khát nước, đời con đi đánh kiểu ấy. Đấy. Đây các bác xem luôn, tình trạng là xấu như hình nha, hàng của em ít khi em kêu là đẹp lắm. Đấy. Thì hai chiếc này thì hình như là cái chiếc này này là có cái vết keo ở cái cụ nam châm ấy. Đấy, bên trong thùng đây. Dây dở rất là xịn luôn, nhìn cái dây nó biết này. Đây thân hơi. Đợi những cái dây đây. Đây đây. Xịn à. Dây này mà các bác nào còn kêu nó không xịn nữa thì rất là mềm mà to nhé, nõi là một ni. Đấy, dây này còn to mà nó nõi một ni nữa, mình không chê được cái gì. Đấy, nên là các bác nào quan tâm đến
cặp xúc kép này thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá rất là quá tốt rồi. Rất rất tốt thôi, không phải quá tốt. Quá là cái gì quá là không tốt đâu. Quá là không được, cứ gì quá là không được. Bảo quá hay là dở, quá hay là nghe không hay, quá đẹp là xấu. Đấy, quá đẹp là xấu. Quá tuyệt vời là không ra gì. Đấy, được chưa? Quá tuyệt vời là không tuyệt vời cái gì cả. Nghe nó bình thường. Đấy, còn quá xấu thì nó còn tương đối đẹp. Đấy, quá xấu thì nó còn tương đối đẹp. Quá là nó ngược. Đấy. Thùng nó thiết kế này tiếng đánh rất sâu nhá. Nó mix xuống thấp hết cỡ được 30Hz. 30Hz này các bác đánh cái loại nhạc kiểu như là nhạc nhạc biểu diễn, những cái bài nhạc nó kiểu EDM. Nhạc mà đánh cái tiểu tiếng súp nó xuống cực sâu ấy, thì con này tái tạo rất là tốt. Nên là dùng ngoài trời đánh chỉ cần 2 đô như này thôi là ok rồi. Đấy thì số lượng có 2 đô nhá. Em báo lại là 17 triệu giá tại cửa hàng nhá, 17 triệu giá tại cửa hàng. Nên là các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Con này thì em đang đặt ngựa này, nhưng mà đúng ra là phải quay toàn cảnh cơ. Nhưng mà hôm nay hơi yên, một ngày mưa gió, em không thể nào mà hoành được tá tràng như hôm trước được. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những clip lần sau nha.